Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội trời nắng ráo không mưa, nhiệt độ sẽ dao động từ 28 đến 33 độ C. Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người quay lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Mọi người cần lưu ý để trang bị cho bản thân những vật dụng cần thiết để tránh nắng như kem chống nắng, áo khoác chống nắng và khẩu trang. Khu vực Trung Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông vài nơi. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Các tỉnh khu vực phía Nam ban ngày trời cũng chủ yếu nhiều mây, có nắng, nhiều khu vực có mưa bất chợt vào chiều tối. Mọi người cần lưu ý để đem theo áo mưa và các vật dụng cần thiết. Thời tiết về cơ bản là dịu mát, dễ chịu. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội, thời tiết ngày nắng, trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nắng, tối và đêm có mưa, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có mưa dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Khu vực Tây Nguyên sáng có nắng, chiều tối mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, có mưa nhỏ tại nhiều khu vực, nhiệt độ thấp nhất 25-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.